7 câu nói đi đâu cũng gặp trong năm 2020 bằng tiếng Anh. 1. Chào em, anh đứng ở đây từ chiều. Hi babe, I've been standing here since the afternoon. 2. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Fat is needed to fry eggs. Butter is needed to stir fry corn. 3. Ôi hoàng tử, hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền. Oh prince, please forgive the sister who got hit by the curse. 4. Hi, make a U-turn. 5. Amazing, good job em. Amazing, good job babe. 6. Hình như là tôi chiều kem quá rồi nên kem hơi đúng không? It seems that I've treated you so well that you become naughty. And the last one. Nhà nào mà chả có mái. Every house must have roofs. Câu nào là câu bạn hay gặp nhất trong 7 câu này? Và còn câu nào bạn vẫn thường xuyên gặp nữa không? Hãy cùng chia sẻ với Quỳnh nhé. Và đừng quên, muốn nói tiếng Anh hay thì hãy nhớ ngay cô giáo Quỳnh nha.